Chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn, chứng nhận an toàn thực phẩm và nhất là độ tươi ngon khi vận chuyển từ vườn đến tay người tiêu dùng chỉ trong thời gian ngắn. Nông sản thực phẩm an toàn Sơn La tham gia tại Ngày hội Quảng bá Nông sản tỉnh Phú Thọ đã được người tiêu dùng Phú Thọ đón nhận. Ghi nhận của phóng viên. Tại Ngày hội Quảng bá Nông sản tỉnh Phú Thọ, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tham gia 3 gian hàng với 28 sản phẩm nông sản, hàng trưng bày quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc trưng, sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao của tỉnh Sơn La như cà phê, mận hậu, mận xế dẻo, mận ong rừng, xoài, nhãn chín sớm, mận, bơ. Các nông sản được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Đối với chị Nguyễn Thị Thu Trang, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã rất hào hứng khi tham quan các gian hàng của tỉnh Sơn La, dùng thử và đã lựa chọn mua các loại quả như xoài, nhãn chín sớm. Giá cả sản phẩm phải chăng chất lượng tươi ngon? Chị Trang cho biết nông sản Sơn La luôn là sự lựa chọn của gia đình chị khi mua hàng tại siêu thị, thậm chí là mua online. Mình rất ấn tượng các sản phẩm của ô cốp Sơn La, đặc biệt là những cái sản phẩm xoài này, nhãn chín sớm của Sơn La, và đặc biệt là sản phẩm nhãn của Sơn La nó có vị ngọt đậm và rất là ngon. Mình đã chọn mua sản phẩm nhãn Sơn La này, xoài Sơn La để làm quà cho mọi người. Qua các gian hàng nông sản được trưng bày tại đây, nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đã được nhiều người tiêu dùng của tỉnh Phú Thọ biết đến, qua đó kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La. Đã chuyển đến 28 mặt hàng sản phẩm ô cốp của tỉnh Sơn La, kết hợp với một số loại quả, đó là quả bơ, quả nhãn, xoài và mận của Sơn La, để chuyển tới quảng bá, xúc tiến, giới thiệu cho nhân dân tại Phú Thọ để được biết, để phối hợp làm sao đó tiêu thụ nông sản cho nông dân. Các cái sản phẩm của Sơn La lần này đến Phú Thọ cũng hết sức là đa dạng và phong phú và được người dân của tỉnh Phú Thọ rất là mong chờ trong nhiều ngày nay. Ngay từ sáng sớm đến tham quan cũng như là mua các cái sản phẩm của Sơn La cũng như là đánh giá rất là cao về cái chất lượng các cái sản phẩm. Thế và cũng chúng tôi trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục giao cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm của tỉnh Sơn La để mà tiếp tục kết nối, quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm nông sản của hai tỉnh. Các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn của Sơn La được đánh giá rất cao, chất lượng tốt, giá cả rất hợp lý, gắn với thị yếu và được người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ đón nhận.